Chuyên mục Người mù đó đây. Trong chuyên mục Người mù đó đây kỳ này, tạp chí xin được gửi tới quý vị và các bạn bài Tạo ra những sản phẩm trí tuệ nhân tạo tuyệt vời cho người khuyết tật, tác giả Paris Grisier, ngày 9 tháng 7 năm 2019. Trí tuệ nhân tạo AI đang cách mạng hóa thế giới công nghệ. Nó có thể tự động hóa những thứ chỉ con người mới có thể làm trước đây, như nhận ra người trong ảnh, hiểu lời nói và dịch giữa các ngôn ngữ. Trí tuệ nhân tạo Applied Sitter. Nhưng có những rủi ro. AI hoạt động bằng cách xem xét nhiều dữ liệu. Nếu dữ liệu mà nó được đào tạo bị sai lệch, AI cũng sẽ bị sai lệch. Nếu AI nhận dạng giọng nói được đào tạo mà không có bất kỳ dữ liệu nào từ những người bị khiếm khuyết về phần giọng nói, nó sẽ không áp dụng được với những đối tượng này. Thị trường sử dụng trí tuệ nhân tạo AI hiện nay vẫn còn là sự mới mẻ với người tiêu dùng khuyết tật. Nếu như có sự thiên vị trong trí tuệ nhân tạo, sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tiêu chí đặt ra là khuyến khích những người làm việc trong AI sử dụng nó để giải quyết các vấn đề cụ thể mà người khuyết tật gặp phải, nhưng cũng để đảm bảo họ không loại trừ người khuyết tật khỏi bất cứ sản phẩm nào họ tạo ra. Đây là một phần của chương trình Big Hack của Scopus để làm cho thế giới kỹ thuật số tốt hơn cho người khuyết tật. AI đã tạo ra sự khác biệt. Dưới đây là một số ví dụ về công nghệ AI đang phá vỡ các rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt. Ứng dụng iPulley dành cho người khiếm thị sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để nhận ra hàng ngàn vật thể hàng ngày. Ứng dụng AI Seeing của Microsoft đọc văn bản từ các dấu hiệu và tài liệu mô tả khuôn mặt và hơn thế nữa. Họ cũng đang làm việc để tạo nên một ứng dụng AI thính giác có thể chuyển âm thanh thành các mô phỏng trực quan trên màn hình. Kính chú thích thông minh của nhà hát quốc gia hiển thị chú thích trực tiếp cho người đeo. Nhờ công cụ này, số lượng khán giả điếc và khiếm thính đã gia tăng đáng kể, làm cho các sản phẩm của bạn dễ tiếp cận hơn, tạo một sản phẩm hoặc dịch vụ có tính trợ năng không đáng sợ như bạn nghĩ. Bao gồm những người khuyết tật trong nghiên cứu người dùng của bạn. Tại Scopy, chúng tôi sử dụng một nhóm nghiên cứu chuyên dụng của người khuyết tật. Khi bạn đang đào tạo AI, hãy đảm bảo dữ liệu của bạn bao gồm những người khuyết tật, cho dù đó là ảnh, giọng nói hay thông tin khác. Sáng kiến khả năng truy cập web của Hiệp hội Web Toàn cầu W3C. WAI có các tiêu chuẩn và tài nguyên để giúp các bạn tạo các trang web có thể truy cập. Thiết kế bao gồm là thiết kế tốt, nó sẽ làm cho sản phẩm của bạn có thể sử dụng nhiều hơn cho mọi người. Các công ty thiết kế cho mọi người thành công hơn về mặt thương mại. Big Hack có các tài nguyên để giúp bạn tạo ra trường hợp kinh doanh cho sự bao gồm bài viết được chuyển thể từ trang Hiệp hội Khuyết tật Từ thiện Anh Quốc.